Vâng, xin chào các bác nhà mình. Bên em lại vừa cập bến được siêu phẩm đấy ạ. À. Vâng, Highlander sản xuất 2010, bản nhập khẩu Mỹ xuất Trung Đông. Bản này thì hồi đó mua vào hơn 3 tỷ vì nhập cực kỳ đắt đỏ. Xe này thì em mua được của bác đại gia, có lái xe riêng nên xe đi cực kỳ giữ gìn, bảo dưỡng toàn ở trong hãng 100%. Thân vỏ, nội thất, gầm bệ siêu mới. Em phải nói là siêu mới vì nó mới gần như là giống như xe 2022. Vâng, các bác cùng đi xem chi tiết vào và con nội thất, các bác sẽ thấy xe nó mới như nào ạ. Bên em về xe này, dòng này thì gần như con nào về vài hôm là bán ngay, nên là bác nào có nhu cầu thì phải điện em ngay nhé, chứ cân đối là không còn đâu ạ. Vì các bác vào trang em sẽ biết là gần như xe nào về bán ngay. Đây em quay chi tiết từng chi tiết một đây, các bác nhìn này. Nhãn hiệu Toyota Highlander cực mới này, đèn đóm mới cứng 100% này, đỏ au này, không một vết xước dù nhỏ nhất, thân vỏ cứng vuông đét luôn, không hề có một va chạm dù nhỏ nhất. Các bác cùng xem này, lốp lát này, dày bịch luôn này, các bác nhìn này, bốn một lốp dày bịch luôn, vành mới này. Rồi các bác cùng xem, em quay bốn nốt cho các bác xem, đẹp mới cứng luôn. Xe này về mua chỉ phải đi ạ, rộng to dài đẹp, xe chỉ dành các chủ tịch tập đoàn, các lãnh đạo cấp cao tin dùng. Tại sao các bác tin dùng? Vì xe rộng rãi, đi khỏe, máy êm, Toyota thì siêu bền. Đây em quay khoang nội thất các bác xem, táp ly táp lô cực kỳ đẹp luôn, không có một vết xước dù nhỏ nhất. Các phím ấn này đây đẹp chưa ạ? Đây bảo dưỡng ở hãng đây, ghế chỉnh điện, tem mác đầy đủ đây, 450 tem điện với xe nhập khẩu Mỹ nên là tiêu chuẩn nó cao nên rất nhiều tem ạ. Đây nhập khẩu USA đây, các bác nhìn kỹ dòng ở dưới cùng ạ, made in USA đây ạ. Đấy chốt khóa cỡ này, còn mới này, vô lăng rồi nè, phím ấn này siêu đẹp luôn, không có một cái vết gì gọi là ấy cả. Xe chạy 11 vạn các bác nhé. Củ số rồi màn hình to này, các bác nhìn củ số các bác biết xe chạy nhiều hay không ạ, giữ gìn hay không ạ. Đấy, các bác xem da rẻ các thứ này còn rất chi là đẹp, giữ gìn lắm. Vì em vào bác chủ xe nhà bác nhiều xe, mà xe có lái xe riêng nên gần như xe giữ gìn lắm. Đấy em quay các bác phải chịu khó xem kỹ nhé, vì xe đẹp, xe này nó siêu đẹp, nên các bác phải xem thật kỹ giúp em. Bác nào mà quan tâm xem thật kỹ giúp em. Đây các bác nhìn này, xe nó giữ gìn, các bác nhìn nó ra ngay, xe nó đẹp nó ra ngay. Đấy, xe rộng rãi, 7 chỗ ngồi cực rộng rãi ạ. Đấy điều hòa sau này, tỉ tay đằng sau này, hai bên này. Đấy, các bác xem đang quay hàng ghế thứ ba này, rộng lắm các bác ạ. Xe nó đẹp nên là rộng rãi nên là tại sao Việt Nam nhiều bác thích dòng này. Chứ xe mới bây giờ nó ọc ạch lắm, em thấy nó không chắc chắn như cái dòng nhập khẩu này, nó bền bỉ này. Toyota thì nó gọi là siêu bền bỉ rồi. Em mở khoang cốt các bác xem, ba hàng ghế rộng rãi này, có lỗ để nước hẳn hoi này, hàng ghế thứ ba này, và điều hòa là ba hàng ghế đều có đầy đủ nhé. Em sẽ quay khoang máy các bác xem. Em quay khoang máy con này thì thôi rồi ạ, đi 100%. Từ con ốc, các con ốc các bác xem đi 100%. Đây em mở lắp capo cho bác xem khoang máy. Quay chi tiết ốc này, các bác nhìn kỹ từng nguồn ốc giúp em nhé. Xe nó zin, xe nó đẹp thì từng nguồn ốc chưa hề có một nốt vặn nào cả, vì nó không phải Toyota, các bác biết là bền bỉ nên chả phải bảo dưỡng sửa chữa gì cả, nên là các ốc dàn vò zin hết này. Các bác nhìn kỹ từng nguồn ốc này, cho 5 tháng này, nó còn đẹp lắm. Đấy
máy 2.7 tiết kiệm, em chạy chỉ nhanh quanh 90 lít thôi,